Thành công là một hành trình, và hành trình của Saint-Gobain tại Việt Nam được xây lên từ rất nhiều những dự án, công trình sử dụng giải pháp vật liệu xây dựng của Saint-Gobain. Xuyên suốt hành trình đặt chân và phát triển tại Việt Nam với chiến lược một điểm đến, đa giải pháp, nhiều giải pháp và sản phẩm, Saint-Gobain đã hiện diện trong các công trình nổi bật tại Việt Nam. Thấu hiểu những trăn trở về chất lượng sản phẩm, giá thành hay tiến độ thi công của các chủ đầu tư và nhà thầu, Saint-Gobain đã không ngừng cải tiến, phát triển và đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, giải pháp đồng bộ giúp đáp ứng được các cái nhu cầu đa dạng của công trình cũng như tối ưu hóa chi phí của khách hàng. Khởi đầu với thương hiệu Vĩnh Tường từ năm 1991 với sản phẩm khung xương cho trần vách nổi trội, Saint-Gobain lần lượt phát triển và mở rộng thêm các thương hiệu vật liệu như Vĩnh Tường Ziprock, Duraflex, Weber, Isover, Adforce, Vetrotech, Glass Solution vào thị trường Việt Nam. Việc mở rộng các thương hiệu tại Việt Nam nằm trong chiến lược một điểm đến đa giải pháp, giúp mang đến hệ giải pháp toàn diện cho công trình phù hợp với yêu cầu và công năng của nhiều khu vực, từ ngoại thất, nội thất tới các khu vực đặc biệt. Với hệ giải pháp đa dạng về tính năng như chống cháy, tiêu âm, cách nhiệt, ốp lát chống thấm, hoàn thiện và trang trí nội ngoại thất đáp ứng nhu cầu công năng, chất lượng công trình cho chủ đầu tư, nhà thầu. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn cung cấp vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững hàng đầu thế giới, việc đánh giá LCA, công bố EPD, các chứng nhận sản phẩm xanh được chú trọng. Nhờ đó, công trình sử dụng đa dạng giải pháp vật liệu từ Saint-Gobain giúp ghi điểm trong nhiều tiêu chí đánh giá công trình xanh. Tất cả nhà máy của Saint-Gobain được đầu tư dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, vận hành theo chuẩn WCM để quản lý chất lượng sản phẩm đồng nhất, tối ưu hóa sản xuất và tiết kiệm năng lượng. Saint-Gobain đặc biệt chú trọng vào sản xuất và vận hành xanh nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero Carbon vào năm 2050 đã đề ra của tập đoàn trên thế giới và tại Việt Nam. Nhờ sự dày dặn kinh nghiệm, kế thừa và không ngừng đổi mới các công nghệ sản xuất, Saint-Gobain tự tin mang tới những sản phẩm chất lượng, nhận được sự tin chọn của nhiều chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu, tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế. 10 năm liên tiếp, chúng tôi được vinh danh trong top 100 tập đoàn sáng tạo toàn cầu. Môi trường sáng tạo không ngừng đã khiến hơn 166.000 nhân viên của tập đoàn tin tưởng, tự hào với sản phẩm của công ty mình, thôi thúc chúng tôi làm nên điều kỳ diệu. Bạn có tin được không khi cứ một trong bốn sản phẩm của Saint-Gobain đang kinh doanh đều chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đó 5 năm? Sau hơn 30 năm tại Việt Nam thì Saint-Gobain với rất là nhiều hệ giải pháp và các thương hiệu vật liệu đa dạng đã đang hiện diện trên hàng ngàn các công trình ở nhiều phân khúc khác nhau. Trung bình cứ 10 dự án thì có ít nhất là 5 dự án sử dụng các sản phẩm và giải pháp của Saint-Gobain Việt Nam. Các giải pháp của Saint-Gobain có mặt tại những công trình tiêu biểu như là tòa nhà Quốc hội. Đối với phân khúc công nghiệp, dự án gần đây nhất Saint-Gobain tham gia với nhiều giải pháp khác nhau đó chính là nhà máy Lego Việt Nam. Đối với các cái dự án đại đô thị, dự án VinCity Grand Park là một dự án chúng tôi rất là tự hào. Đối với cái tòa nhà cao tầng và văn phòng, Saint-Gobain tham gia với nhiều các cái sản phẩm tại Techcombank Tower ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và như dự án The Nexus có sử dụng các sản phẩm và giải pháp tiêu âm tiên tiến của Saint-Gobain là Aerocoustic. Không chỉ vậy, còn rất nhiều công trình lớn sử dụng các giải pháp và sản phẩm đa dạng từ Saint-Gobain nổi bật ở nhiều phân khúc trải dài khắp Việt Nam và quốc tế. Các nhà máy của Saint-Gobain được đặt ở những tỉnh thành trọng điểm, song song cùng hệ thống kho hàng, đại lý phân phối dày đặc đảm bảo vận chuyển hàng hóa tới các dự án và công trình trên khắp cả nước theo tiến độ yêu cầu. Và điểm đến của hành trình đó là những dự án được hoàn thiện một cách chất lượng và vững chãi qua nhiều năm tháng, đem đến cho các nhà đầu tư một đối tác đáng tin cậy, những dự án có tiến độ thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kinh tế cao và chất lượng đảm bảo nhờ đa hệ giải pháp vật liệu xây dựng toàn diện của Saint-Gobain và những không gian sống thoải mái, tiện nghi cho người dùng. Đồng hành cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Saint-Gobain sẽ không ngừng phát triển, sáng tạo và mở rộng dựa trên chiến lược một điểm đến đa giải pháp và trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững hàng đầu thế giới. Saint-Gobain, một điểm đến đa giải pháp.